Nếu là một fan của thần thoại Hy Lạp thì chắc chắn bạn đã từng nghe đến huyền thoại về bộ lông cừu vàng, một báu vật trong truyền thuyết được cả thế gian thèm khát. Thế nhưng bạn có biết rằng trên thế giới có một nơi thật sự đã sản sinh ra bộ lông được mệnh danh là bộ lông cừu vàng của Chúa Trời hay không? Mình là Hồng Nhung, một cộng sự của Giang, và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về xứ sở này nhé. Xứ sở mà mình muốn nhắc tới chính là Peru. Đất nước này nằm tại Nam Mỹ xa xôi. Đây là quê hương của nền văn minh đầu tiên của con người tại châu Mỹ, được gọi là Norte Chico, xuất hiện vào khoảng năm 3200 trước công nguyên. Đến thế kỷ thứ 15, người Inca trỗi dậy và trở thành một đế chế vô cùng hùng mạnh, nổi tiếng nhất với việc xây dựng cả một thành phố rộng lớn trên đỉnh núi cao gọi là Machu Picchu. Đế quốc Inca sau đó hoàn toàn bị giày xéo dưới gót chân của những người Tây Ban Nha xâm lược, và đất nước Peru hiện đại chỉ giành lại được độc lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1821. Ngày nay có thủ đô là thành phố Lima. Như đã giới thiệu trong tập 1, được đặt tại vị trí danh dự bên phải trên quốc huy của Peru, chính là một biểu tượng quốc gia rất quan trọng đối với đất nước này. Đó là một loài lạc đà không bướu, được gọi là lạc đà Vicuña. Peru là một trong những quốc gia có dãy Andes, dãy núi dài nhất thế giới chạy qua. Đây chính là nơi sản sinh ra những loài lạc đà không bướu vô cùng đặc trưng của Nam Mỹ. Có tất cả 4 loài lạc đà không bướu, gồm loài Vicuña trong hoang dã được thuần hóa thành loài Alpaca, còn Guanaco được thuần hóa thì được gọi là Llama. Tại Việt Nam, nơi gần nhất mà bạn có thể đến thăm lạc đà Nam Mỹ là tại sở thú Zudu ở Đà Lạt. Ngoài Llama là loài được con người nuôi để thồ hàng, thì 3 loài còn lại đều có giá trị vô cùng to lớn nhờ vào bộ lông của chúng, và quý giá nhất chính là lông của loài lạc đà Vicuña. Trông Vicuña y như một cô tiểu thư xinh đẹp quý phái vậy. Chúng khoác trên người một bộ lông màu vàng nâu mà theo truyền thuyết của người Inca, đó chính là một chiếc áo choàng làm từ vàng ròng mà một thiếu nữ xinh đẹp đã nhận được như một món quà cưới sau khi chấp thuận làm vợ của một ông vua già nua xấu xí. Bộ lông Vicuña được mệnh danh là bộ lông cừu vàng của dãy Andes. Ngay từ thời xa xưa, người Inca đã vô cùng trân trọng bộ lông của chúng. Chỉ có những thành viên của hoàng tộc mới có đặc quyền được khoác lên mình những bộ trang phục làm từ sợi Vicuña. Nó gồm rất nhiều sợi lông tơ mềm và xốp, chỉ dày từ 12 đến 14 micromet, trong khi sợi lông cừu thì dày tận 25 micromet. Trong ngành công nghiệp dệt may, sợi tự nhiên càng mỏng bao nhiêu thì lại càng có giá trị bấy nhiêu. Lông Vicuña lại mọc rất chậm, trung bình mỗi năm một con Vicuña chỉ cho ra khoảng nửa kg lông, và cần đến tận 35 con mới đủ cung cấp len để may một chiếc áo. Người ta chỉ có thể xén lông Vicuña mỗi 3 năm một lần, và phải diễn ra cẩn thận dưới dạng một nghi lễ phức tạp được gọi là Chacu, có từ thời văn minh Inca, nhằm lấy lông mà không gây stress cho con vật. Ngày nay, nghi lễ Chacu vẫn được diễn ra vào ngày 24 tháng 6 mỗi 3 năm. Len làm từ lông Vicuña cực kỳ mềm mại và ấm áp, nhưng cũng vô cùng bền bỉ. Nó chủ yếu được dùng để may các loại quần áo giữ ấm, vì vô số những lỗ khí li ti cho phép không khí ùa vào, tràn đầy bên trong sợi vải, tạo thành một lớp cách nhiệt kỳ diệu nhưng lại rất nhẹ nhàng. Đặc biệt, nó còn có những đặc tính đáng kinh ngạc như ít gây dị ứng, kháng lửa, kháng nước. Hơn nữa, vì rất nhạy cảm với hóa chất mà len Vicuña thường không được nhuộm mà giữ lấy màu vàng nâu tự nhiên, vô cùng sang trọng và quý phái. Chính vì chất lượng hoàn mỹ và độ siêu quý hiếm của nó mà vải sợi Vicuña là một mặt hàng vô cùng xa xỉ, chỉ dành cho giới siêu giàu. Một mét vải sợi Vicuña có giá đến hơn 3.000 đô la Mỹ, và một bộ suit có giá không dưới 50.000 đô la Mỹ, tức là ít nhất 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các nhãn hàng thời trang những năm gần đây đã đi đến việc ngừng hoàn toàn các sản phẩm thời trang có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Vì vậy, lần sau, trước khi bạn nghĩ đến việc mua một chiếc áo lông thú, thì hãy nghĩ đến những gương mặt dễ thương này nhé. Có thể nói, chính thiên nhiên khắc nghiệt trên dãy núi Andes cao chót vót đã sản sinh ra bộ lông đắt đỏ và quý giá nhất thế giới. Đây chính là một biểu tượng quốc gia độc đáo, một báu vật quý giá nhất của Peru cũng như của cả nhân loại.
Ok, mình hy vọng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ luôn yêu thương, bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngày mai nha. Bạn thích nhất điều gì về tập này? Hãy cho tụi mình biết dưới phần comments và tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn 3 nút bấm này nhé. Mình là Hồng Nhung, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.